Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, xe mới về tiệm ạ. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo. Corynago C59 đời 2014 ạ. Chiếc này có size 45, size S. Khung sườn đứng là 450, còn ngang 519mm ạ. Khung carbon, càng carbon. Cặp niền và ghi đông đều là carbon. Còn bộ chuyển động là Dulux đời 9000, 2x11 tốc. Chiều cao phù hợp từ 1m65 đến 1m73cm. Dạ, em xin phép nói giá trị của từng linh kiện của chiếc Corynago C59 này. Đời năm 2014 có giá là 176 triệu. Khung sườn là 114 triệu. Còn cặp niền 10 triệu. Bộ rúp là 40 triệu ạ. Còn những linh kiện khác tầm khoảng 12 triệu. Còn quan trọng nhất là giá ship về Việt Nam cho quý cô chú anh chị. Em xin nhận ship chiếc Corynago C59 này về đến Việt Nam của mình. Giá là 78 triệu ạ. Dạ, để đánh giá chiếc Corynago này hiện còn được bao nhiêu phần trăm thì xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra và đánh giá xe ạ. Bây giờ bắt đầu em xin đi vào quay từng chi tiết. Xe trong tình trạng cũng có chày. Quý cô chú, anh chị và các bạn, quý cô chú, anh chị hãy xem thật kỹ những vết chày trên xe ạ. Nhìn từ xa, chiếc Corynago màu sắc đầy đủ, rất là đẹp ạ. Nhìn thấy mấy cái gắt co là biết được khung sườn này chắc chắn sản xuất tại Italy. Còn cặp niền carbon này thương hiệu hình như là của Anh sản xuất thì phải. Quý cô chú, anh chị và các bạn xem giúp dùm em cặp niền này có phải sản xuất ở Anh hay không? Bây giờ bắt đầu em sẽ quay từ trên yên xe trước ạ. Cột yên xe có chày ạ, ngay chỗ này. Hàng chính hãng của Italy, nhìn gắt co của nó rất là đẹp luôn. Bên trong này có chày xước ạ, và bên trên cũng có chày một chút.
Made in Italy. Kiểm tra xem bên trong giò dĩa của khung sườn bên trong này hay dễ có bị chảy xước lắm. Phải xem thật kỹ bên trong này. Dư lường khung sườn xe. Cũng có chày nhẹ. Khung càng trước, ngay chỗ này có chày. Ngàm tháng sau, đu lắc đời 9000. Khung sườn sau cũng có chày xước nhẹ. Miếng nhựa bọc trên khung sườn này có chày xước nhiều nhưng không ảnh hưởng gì bên trong khung sườn. Giò dĩa đu lắc 9000 ạ. Gạt dĩa đu lắc. Năm mươi ba mươi bốn. Xích. Cụ đề đô lắc 9000. Wow, có được bánh răng luôn. Carbon, đẹp quá. Nội bánh răng này không cũng rất nhiều tiền do chủ đổ lên nè. Xe có bánh răng là chạy đã lắm. Thấy có tem dán cờ sọc Ý. Lít cũng được vệ sinh rất sạch sẽ, còn rất sáng. Mayer, thương hiệu này hình như là của anh thì phải. Niền này có vẻ như của anh sản xuất. Niền carbon rất là đẹp luôn. Lớp Rumani. Niền này sử dụng vỏ không rụa cả. Cặp niền này khi chạy nhìn thấy xe đẹp lắm. Chữ nhiều, màu sắc cũng nhiều, khi chạy là đẹp lắm. Lớp cũng còn tốt.
Phô Tăng hiệu Ô Ba Rư, Ghi Đông Ba Tê Ca Bon. Dây quấn rất là dày luôn, cầm đã tay quá. Tay lắc đu lắc 9.000 à. Hai bên tay lắc còn tốt à. Hai bên nút của ghi đông. Dạ, em đổi chiều sang bên tay trái quay tiếp à. Phía sau, yên xe bên tay trái có chạy xước. Mai ở trước. Dưới lườn khung sườn xe. Em làm nhẹ một cái, thấy màu sắc niềng quay bắt mắt quá. Giò đạp bên này cũng có chày nhẹ một chút. Ngay chỗ này ạ.
Logo Corunago. Bây giờ để em làm nhẹ nhẹ một cái xem tiếng nổ của nó như thế nào ạ. Nghe tiếng cối nổ phê quá, rất là ghiền nghe tiếng cối lắm, nghe mà muốn nghiện cối nổ luôn. Giò đạp Shimano Dulux 9000 ạ, 170. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, em quay đến đây cũng giáp dòng xe hết rồi. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kết chiếc Corunago C59 này thì xin liên hệ với em qua Zalo. Em sẽ cung cấp thêm hình ảnh cho quý cô chú anh chị xác nhận lại một lần nữa rồi mình hãy quyết định. Dạ, video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.